Xin chào quý vị. Ngày hôm nay Khánh Toàn sẽ chia sẻ cách chọn cà vạt tốt nhất và cách thắt cà vạt tốt nhất. Và như chúng ta đã biết là có rất nhiều cách để mình thắt một cái cà vạt, 3-4 cách cơ. Nhưng mà Khánh Toàn sẽ chia sẻ là cái cách mà nó thông dụng nhất, phổ thông nhất, tiện lợi nhất, dễ thắt nhất và lại dễ tháo ra nhất để phục vụ toàn thể quý vị, quý khán thính giả. Trước hết thì chúng ta phải tìm một cách, đó là đi chọn cà vạt, chọn cà vạt nhé. Cách chọn thứ nhất là về giá tiền. Giá tiền mà càng cao thì chất lượng càng tốt thôi. Đừng tin vào quảng cáo nhưng hãy tin vào giá thành. Đó là những câu nổi tiếng của các chuyên gia về marketing. Tuy nhiên mình đang nói cùng một loại giá thành, ví dụ như là 200, 300, 500 ngàn chẳng hạn, 1 triệu một cái cà vạt chẳng hạn, nhưng vẫn sẽ có cái tốt và cái xấu. Vậy thì nếu mà mình được quyền lựa chọn thì quý khán giả tháo cái cà vạt ra, xong mình cầm ngang giống Khánh Toàn, mình sẽ kéo căng. Đó, kéo căng tương đối. Đây, nó rất thẳng, cái cà vạt màu đỏ của Khánh Toàn nha, nó rất phẳng. Còn cái cà vạt mà nó xoăn như này này, đó là cà vạt chất lượng tào lao. Mình kéo cả đầu to và đầu dây nhỏ, cầm cân xứng. Đó, đấy Khánh Toàn kéo. Và nó gì ạ? Rất nét, rất phẳng, rất thẳng, rất căng nha. Còn nếu mà nó bị vặn, vặn chéo như thế này chẳng hạn, là chất lượng cà vạt này là tào lao. Đó, nên chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách chúng ta sẽ vuốt thẳng cái cà vạt như vậy, hơi hơi vuốt thôi, thế là mình thấy nó không bị quăn, không bị xoăn, tức là cà vạt ok. Và bây giờ sẽ là kỹ thuật thắt cà vạt, kỹ thuật phổ thông nhất. Các bác không cần phải tìm hiểu nhiều cách làm gì cả, vì cách này là tiện dụng nhất, đẹp nhất, phổ thông nhất, dễ nhất. Về cơ bản thì nó còn phụ thuộc vào chiều cao và cân nặng của từng người. Lấy ví dụ như là người cao chẳng hạn thì cái đầu này nó phân chia nó khác, người thấp thì phân chia nó khác, người mập thì nên đeo nó khác và người gầy thì đeo nó khác. Tuy nhiên mình sẽ dùng phương pháp phổ thông nhất, đó là mình sẽ áp dụng cho một người trung bình khoảng 1m68. Thì về cơ bản là chúng ta chia cái cà vạt này ra thành hai phần nha, hai phần. Đây cái phần quý vị nhìn đây, chia bằng nhau. Đây là điểm giữa. Đây Khánh Toàn đặt đây. Đó, các bác cố gắng nhìn. Đây. Đây. Đó, điểm giữa nha. Đó, bằng nhau nha. Đầu dây to và đầu dây nhỏ. Nào. Đó, các bác nhìn. Đây, điểm giữa đang dần dần đến đây. Đó, mình sẽ dùng nắm tay cái bên phải dùng điểm giữa, xong thắt bằng đầu dây nhỏ. Đây là luồn vào cổ của chúng ta nha. Đó. Và đây vẫn là điểm giữa các bạn ạ. Ngón tay cái bên phải đặt điểm giữa lên trên đầu dây nhỏ. Đó, cho sang đây nha. Đặt điểm giữa, điểm giữa. Đó. Rồi. Luồn cái đầu dây to vào bên trong. Đó, làm rất chậm để các bác thấy, luồn vào bên trong. Đó. Rồi mình lại vẫn sang bên trái. Từ bên trái luồn vào trong nhưng lại vẫn vắt sang bên trái. Đó nha. Khi các bác thắt lên cổ nó sẽ dễ hơn đấy, bởi vì nó có cái điểm để mình vít. Dùng dây to luồn từ trái sang bên phải. Đó, luồn từ trái sang bên phải. Sang bên phải. Đó. Rồi mình luồn vào trong, vẫn dùng dây to luồn vào trong. Đó các bạn ạ. Cái này mà dùng cổ thì nó sẽ, cái này nó sẽ, mọi cái nó sẽ chặt lại này. Đó, Khánh Toàn đang làm, cố gắng làm cho chặt lại. Rồi, chặt lại thì nó sẽ tạo ra cái hình tam giác cân ở đây. Tam giác cân nha. Đây rồi bác ạ. Đó. Nếu mà vào cổ thì nó sẽ được chặt lắm. Đó, như vậy đấy. Chúng ta cho ngón tay cái vào đây, vừa sang bên này, chui vào bên trong. Vào đây. Các bác làm 2-3 lần là quen quá. Biết làm nhưng mà nó chưa đẹp được, thế mình làm 3-4-5 lần là nó sẽ quen. Rồi, như vậy là chúng ta đã được một cái cà vạt. Đã xong cái cà vạt các bác ạ. Đây cà vạt. Các bác tháo ra cũng rất là dễ dàng nha. Đó, rất cân.
rất cần các bạn ạ. Rất cần nhỉ. Đó. Thì cần tháo ra cũng thế, rất là dễ dàng. Tháo ra này. Đó, nào. Đó, nó phẳng thiu ngay. Thế là gì ạ? Mình biết thắt rồi. Mỗi lần mình đi đâu về 2-3 lần như vậy là mình đã tháo ra, mình treo ra để cho nó phẳng thiu, đúng không ạ? Rất phẳng thiu. Chứ nếu không thì các bác mà không biết thắt thì cứ ai thắt hộ là các bác cứ để đến nhiều khi là cả tháng cả năm, cái củ ấu nó sẽ bị bẩn và cái cà vạt nó sẽ nhanh xuống chất lượng, đúng không ạ? Chất lượng sẽ giảm sút, nó sẽ bị xoăn quăn. Đó. Rồi. Chúng ta rất đơn giản, đúng không? Các bác nhìn nào. Điểm giữa. Đó. Luồn vào cổ. Đây là luồn vào cổ. Lấy điểm giữa của bên đầu to đặt lên đầu nhỏ. To đặt lên nhỏ. Rồi. Luồn nó vào bên trong. Vẫn sang bên trái nha. Khi mình thắt vào cổ thì cái này nó rất là chặt. Chắc. Luồn từ trái sang bên phải. Đó. Đây là một bên rồi này. Mình tạo một vế nữa này. Đó là hai bên. Để cho nó thành cái tam giác cận. Đó. Rồi. Bởi vì để tờ giấy thì nó lỏng, hoàn toàn sẽ siết chặt lại. Và cổ thì rất dễ quá. Chặt ngay. Cân chưa? Cân rồi nha. Đã cân. Sang bên này. Ngón tay cái chúi vào bên trong để luồn vào ngón tay cái. Đây. Hết sức đơn giản. Đó. Thế thôi. Đó. Như vậy là chúng ta lại có một cái cà vạt rất xinh xắn. Rất xinh xắn. Đấy, các bác thấy củ ấu là gì ạ? Rất xinh xắn phải không ạ? Rất cân. Rất cân nha. Đây, mặt trong đây. Rất cân. Mình tháo ra cũng hết sức đơn giản thôi. Đó. Wow. Rất phẳng phiu. Và như vậy là Khánh Toàn đã chia sẻ với hai cách. Một là cách chọn cà vạt tốt nhất, và hai là cách hay còn gọi là kỹ thuật để thắt được một cái cà vạt tốt nhất, thông dụng nhất, tiện lợi nhất. Và để các bác thực hành được dễ hơn thì theo Khánh Toàn là các bác có thể thắt ở trên chính cổ áo của mình, hoặc là dùng đầu gối của mình, hoặc là có thể nhờ một người khác. Mình chỉ thắt 2-3-4 lần thôi là có thể thắt được đẹp, thậm chí đẹp hơn Khánh Toàn. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và tạm biệt.